Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Hôm nay rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt dàn âm thanh sao 3 của Soli HTCT390. Giá hiện tại của sản phẩm là 6 triệu chặn. Mua sản phẩm tại thời điểm ta còn được tặng thêm một cái hộp khuyến mại, hộp đựng hoa quả rất là đẹp luôn. Cây đàn. Cây đàn cho hoa quả được. Đây là quà tặng của Soli, rất là đẹp. Tại thời điểm hiện tại nếu bạn mua thì sẽ hướng dẫn bạn cách xe email của sản phẩm, ngày tháng sản xuất của sản phẩm luôn. Đây là email của sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia này. Đây là email ngày tháng đâu nhỉ? Đây là ngày tháng của sản phẩm đây. Được sản xuất tháng 4 2017, rất là mới, trọng lượng là 1 kg. Thì sẽ tiến hành một hộp luôn, công suất là 300W nhé. Sản phẩm cũng có một sách hướng dẫn sử dụng này. Một điều khiển, một bộ chân treo, một dây quang tại một sách dẫn sử dụng nhưng bằng tiếng Anh. Ok, thì mình sẽ một cục trầm. Một va sao ba. Ok, đây là toàn bộ sản phẩm của mình ngày hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn qua về cái điều khiển của mình nhé. Đây là nút tắt bật của bộ dàn này. Đây là nút các cái nguồn vào input, ví dụ như AV, HDMI Official, các cái cổng mà nguồn vào của mình có để cấp cho cái loa này. Đây là cái nút tăng giảm tiếng tổng này. Cái nút đây, để tôi làm nét này. Input là các cái nguồn vào của mình nhé. Sao không nét nổi nhỉ? Rồi đây rồi. Rồi, cái nút này để làm mờ cái đèn trên dàn. Ok, đây là nút tăng tiếng, nút giảm tiếng này. Đây là tăng của cục súp, cục trầm đấy. Đây là giảm âm trầm. Đây là im lặng. Clear audio và sun fit thì là cái chế độ lọc tiếng ồn của nhạc nhé. Đây là bộ lách dùng trong USB. Đây là live, chế độ dùng đêm. Mình sẽ hướng dẫn bạn lắp điều khiển luôn. Đấy, điều khiển nó có cái nút gạt xuống như này. Bạn gạt xuống. Thôi đẩy về trước. Ok. Pin lắp theo chiều âm dương nhé. Ok. Kiểm tra điều khiển luôn. Ok. Thế điều khiển dùng được. Mình là Thắng lắp đặt điện máy. Đang hướng dẫn các bạn lắp đặt dàn HTCT 390 của Soli. Bạn like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nhé. Đây là tổng quan mặt trước của bộ dàn. Nút ở đây là cảm ứng. Đây là tắt. Input các nguồn vào. Pairing là của Bluetooth này. Tăng giảm tiếng. Ok. Mặt sau mình có các cái cổng kết nối đây. Mặt sau. Đây là mặt sau nhé. Đầu tiên mình đây. Mặt sau này mình có email của sản phẩm, nơi xuất xứ và cung đây có thể cắm có cổng USB đây. Công suất đây 45W, điện 220. Mình có các cái nguồn vào như đây, HDMI này, quang này và analog cắm bằng jack 3.5. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện thôi. Mình có một dây nguồn. Rồi, mình cắm xong rồi. Mình còn có hai cái này nhé. Hai cái mảnh treo tường. Nếu mà mình treo lên tường ấy, thì mình có hai mảnh này. Người ta sẽ cho sẵn mình rồi. Mình sẽ lắp vào đây. Mình lắp như này. Được một bên rồi nhé. Bên này mình lắp như này nữa.
Ok, thì mình sẽ có hai cái lỗ này để mình treo tường. Điều đặc biệt của bộ dàn này là cục trầm, cục súp, bắt không dây với lại dàn, dàn dùng không dây luôn. Bây giờ mình sẽ kết nối dây quang nhé, dây quang từ dàn vào TV. TV này là Sony đời mới nên là mình có thể dùng quang được. Đây là cổng quang, bạn nhìn nhé. Cắm cho mình trên cái dây quang thì nó có hai cạnh đây này. Bạn nhìn thấy không ạ? Hai vuông đây, hai vuông đây, hai tròn. Thì ở trên bộ đầu nó cũng thế, có ổ hai vuông, hai tròn, hai vuông đây, hai tròn đây. Mình cắm đúng chiều không là vỡ ổ nhé. Tôi cắm luôn. Chưa được. Rồi, tiếng kêu đặc trưng rồi, ok rồi. Bây giờ tôi sẽ cắm ra đằng sau tivi. Đây, trên tivi ở đây cũng có một ổ quang hai vuông hai tròn, mình cắm vào đúng chiều nhé. Sai sẽ vỡ ổ, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật thử bộ dàn ạ. Ok, bây giờ mình tiến hành bật bộ dàn này lên. Mắt thần nằm ở giữa luôn. Mình sẽ tiến hành bật. Ok, đây là mình đã bật bộ dàn lên rồi. Mình có cái nút gọi là nút đấy, dimmer này, là để làm gì nhỉ? Để giảm cái độ sáng nhá. Ví dụ như mình để brief là lúc nào cái đèn này nó cũng sáng này. Đấy. Và mình để là đắp thì nó sẽ tối hơn này. Bạn nhìn thấy nó tối hơn không ạ? Và mình để là ợt thì nó sẽ tắt hẳn đi. Cái này dùng ở chế độ ban đêm. Rồi ok, bây giờ mình bật lên để mình dễ dùng nhé. Mình bây giờ mình thử chức năng USB đi. Mình sẽ chuyển. Đầu tiên là mình để về bridge này. Mình bấm nguồn ở trên cùng, mình để input nhé. Mình chuyển sang đây là analog này. Cắm vào dây 3.5 đấy. Đấy. Đây là cái nút chuyển của mình là nút input này. Bluetooth là để dùng cho các cái thiết bị bắt được Bluetooth. Tí mình sẽ bắt này. Đây là USB này. Và đây là TV. Tức là kết nối cái dây quang từ TV vào dàn này ấy, thì là dùng bằng cái nút TV, nó có chữ TV đây. Đấy, ok, bây giờ mình thử cái chức năng USB nhé. Mình chuyển sang là USB, mình bắt đầu cắm USB và tiến hành nghe thử nhạc. Đây là cạnh bên phải đó. Đây là nút bấm này, cạnh bên phải thì có một cái cổng gọi là cổng USB đấy, bạn nhìn đây. Và cái bộ dàn này có cả LFC, nhưng mà mình không giới thiệu về LFC. Mình sẽ giới thiệu về cổng USB. Mình có một cái USB như này, mình mở ra, cắm vào, cắm đúng chiều cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nghe thử nhé. Ok, mình cắm USB vào nhé. Và mình sẽ cắm dây HDMI vào đây và còn cổng HDMI vào, mình lên màn hình nhé. Đây là giao diện chính của màn hình khi mình cắm USB vào. Đấy, mình bây giờ mình sẽ vào ổ nhạc mình nghe nhé. Mình có cái điều khiển đây, nút lên xuống ở đây. Mình sẽ bấm nút xuống. Mình sẽ bấm nút xuống ở trên này, đây, nút xuống đây. Đây, mình sẽ vào mục nghe nhạc của mình. Mình bấm OK. Đây, mình bấm xuống đây. Mình xuống ổ nhạc nhé. Đây. Đây mình để nhạc trong đây và mình bấm OK. OK chính là phím Enter trên điều khiển đấy. Đây, Enter đây, Enter đây, nút tròn tròn đấy. Mình bấm OK. Và mình sẽ bật nghe thử cho các bạn một bài nhạc nhé. OK, để thử bộ dàn này. OK, mình sẽ bật một bài nhạc ở đây. Mình bật bài này. Mình bấm OK, mình bắt đầu nghe thử nhé. Thanh khá là ok, rất nhiều lần mình đây là cục trầm của mình rất là khỏe luôn.
tăng giảm cái tiếng trầm nhé. Đây mình tăng giảm đây. Đây tiếng trầm đang là 7, bây giờ mình tắt hết tiếng trầm đi này. Tiếng trầm bây giờ mình đang để tiếng trầm là nhỏ nhất nhé. Đấy tiếng trầm bạn thấy không? Mất hẳn tiếng trầm luôn. Bây giờ mình tăng tiếng trầm lại nhé. Bạn nghe tiếng trầm không ạ? Đây mình giảm tiếng trầm đi nhé. Hết, mất hết tiếng trầm luôn. Giờ mình lại tăng tiếng trầm lên này. Mình muốn lấy tiếng từ TV ra giảm thì mình sẽ chuyển về input và mình chuyển về chữ TV trên điều khiển và tiếng đã ra được bộ dàn này rồi. Đây mình tăng tiếng lên. Đây, đây là tiếng đã ra dàn đây rồi. Ok. Bây giờ mình muốn lấy tiếng từ điện thoại vào loa thì mình bấm input, mình chuyển sang chữ là BT là Bluetooth. Và mình có ở đây mình có sẵn một cái iPhone như thế này. Mình sẽ dò cái bộ dàn này. Kết nối luôn đây, HT CT39 luôn. Ok. Bây giờ đã kết nối được chưa? Nhìn lại tớ xem kết nối chưa? Chờ. Dính chứ, dính. Rồi, mình đã kết nối được tiếng ra bộ dàn đây rồi. Ok, đây là toàn bộ bài hướng dẫn của mình về bộ dàn HTCT390 của Soly. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy.